Danmoy K-pop, idol K-pop quên mình nổi tiếng, Jungkook BTS hạnh phúc vì fan nhận ra, G-Dragon lấy tay che mặt, Blackpink ngơ ngác xấu hổ. Jungkook BTS. Em út BTS khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc đình đám nước Mỹ Coachella 2023. Theo đó, không ít người hâm mộ bắt gặp nam idol sinh năm 1997 tận hưởng màn trình diễn Stay của nam ca sĩ người Mỹ The Kid LAROI. Đáng chú ý, Jungkook cảm thấy bất ngờ vì anh thay đổi kiểu tóc mới mà vẫn có người phát hiện. Nam idol bày tỏ lời cảm ơn tình cảm sâu sắc dành cho ARMY, cộng đồng fan BTS vì nhận ra mình trong biển người có mặt tại Coachella 2023. Anh chàng không giấu được niềm hạnh phúc khi biết rằng bản thân cũng là người nổi tiếng được nhiều fan yêu thương. Yoonjin, Lisa Rafim. Yoonjin khiến dân tình cười ngất với hành động biểu cảm hài hước khi ca khúc của nhóm được phát lên tại một quán ăn mà cô nàng đang có mặt. Nữ idol sinh năm 2001 không giấu được sự ngỡ ngàng, hạnh phúc và thậm chí còn thực hiện vũ đạo ca khúc ngay tại đó. Đông đảo khán giả cho rằng Yoonjin không nhận ra được sự nổi tiếng của Lisa Rafim nên mới có phản ứng lầy lội như vậy. Video ghi lại khoảnh khắc này của nữ idol từng gây sốt mạng xã hội một thời gian dài. Blackpink. Một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop Blackpink cũng có lần quên mất bản thân có độ nổi tiếng thế nào. Trước đây, bốn nữ idol đen hồng sốc ra mặt khi ca khúc của nhóm được phát tại nhà hàng họ sử dụng dịch vụ. Dù ban đầu ngơ ngác xấu hổ là thế, nhưng Blackpink ngay lập tức quẩy bất chấp hình tượng khi bản hit tỷ view của nhóm được phát lên. Khoảnh khắc để đời này của nhóm nhạc đen hồng khiến nhân tình quán quế vì các cô gái vừa khiêm tốn vừa đáng yêu. Đôi khi người hâm mộ chỉ vô tình gặp thần tượng đã là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Một link fandom của Blackpink từng vô tình chụp được cảnh Lisa và Rose đánh lẻ hẹn hò trong một quán cà phê ở Hàn. Người hâm mộ này vốn chỉ muốn ghi lại hình ảnh ly nước của mình, không ngờ hai mỹ nhân nhà YG Entertainment lại lọt vào ống kính. G-Dragon Big Bang. Dù gai góc mạnh mẽ trên sân khấu là thế, nhưng G-Dragon ngoài đời lại không ít lần khiến dân tình cười ngất khi quên bản thân là người nổi tiếng. Thủ lĩnh Big Bang có lần bị mọi người bắt gặp tại một quán cà phê. Anh chàng liên tục bỏ trốn ngượng ngùng khi ca khúc của nhóm phát hành được phát lên trong sự hò reo của người hâm mộ. Thậm chí G-Dragon còn liên tục lấy tay che mặt bỏ chạy khiến người xung quanh được trận cười vỡ bụng. Không ít khán giả cảm thấy thích thú trước phản ứng của nam idol đình đám khi vẫn giữ được sự ngượng ngùng như thuở mới debut. Tiffany SNSD. Trong một lần xuất hiện tại sân bay, Tiffany hoang mang vì xung quanh có rất nhiều phóng viên chạy theo mình. Khoảnh khắc ấy được các fan chia sẻ rộng rãi. Người hâm mộ trêu Tiffany quên rằng bản thân là một người có sức ảnh hưởng lớn. Chen NCT. Chen là thành tựu người Thái hoạt động trong nhóm NCT. Đã hơn 3 năm trôi qua, nam idol vẫn chưa được về quê nhà do lịch trình bận rộn. Khi quay chương trình Food Talk Battle, Chen đã không kìm được nước mắt vì cảm động và bất ngờ khi chứng kiến những dự án bí mật của fan Thái dành cho mình. Crystal Ephes. Câu chuyện về một người hâm mộ vô tình gặp được Crystal Ephes khiến khán giả thích thú. Cụ thể, vị fan này đã đi ăn lẩu tại một quán ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, phát hiện ra Crystal. Người này đã nhờ nhân viên gửi đến nữ thần tượng một tờ giấy với nội dung rất mong chờ bộ phim mới. Sau khi nhận được thư, mỹ nhân Ephes đã thanh toán hóa đơn của fan với giá khoảng 1,6 triệu đồng. S-Group 17. S-Group 17 cũng từng được khen ngợi hết lời vì trả tiền ăn cho người hâm mộ khi vô tình gặp. Một khán giả kể lại rằng đã gặp nam thần tượng trong lúc rạng sáng tại một cửa hàng khi đi ăn cùng bạn bè. Tuy nhiên chỉ ngờ ngợ không đến xác thực vì sợ ảnh hưởng đến sự riêng tư. Vì cả nhóm ngồi cách đó không xa, rôm rả nói với concert của 17 nên S-Group đã nghe được. Kết quả là nam thần tượng thanh toán luôn số tiền ăn của cả nhóm người hâm mộ. Người hâm mộ này dành lời khen ngợi hết lời cho S-Group. Thật là một chàng trai tuyệt vời. Mình xin xác nhận S-Group giữ lời nhé. Chỉ cần ảnh có tiền và vô tình gặp fan, ảnh sẽ cho Karat fandom của 17 tiền đó. Những idol K-pop như Jungkook BTS, Yoonjin, Lisa Rafim, Blackpink, G-Dragon, Big Bang khiến dân tình thích thú khi đôi lúc họ lại quên bản thân là người nổi tiếng. Đặc biệt, phản ứng các idol khi nhận ra tình yêu thương, tầm ảnh hưởng ghi điểm tuyệt đối với fan bởi sự đáng yêu và gần gũi. Bước ra khỏi hào quang rực rỡ trên sân khấu hay thảm đỏ, họ cũng biết ngại ngùng quán quéo khi thấu hiểu được tình cảm, sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho mình.